Câu hỏi: nếu một ngày nào đó chúng ta bị chết trong một tai nạn, chẳng hạn như rớt máy bay, liệu lúc đó tâm chúng ta có thể rời khỏi thân để chúng ta không có sự đau đớn nào về thể xác không? Làm thế nào? Do năng lực hành thiền, liệu người ta có thể không cảm thấy sợ hãi vào lúc đó và được giải thoát không? Mức độ định nào được đòi hỏi phải có? Trả lời: mức độ định cần phải có là định thuộc biến hóa thần thông. Với năng lực ấy, hành giả có thể thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng nếu hành giả có một bất thiện nghiệp đã chín mùi để sẵn sàng cho quả rồi thì không được. Hãy nhớ đến trường hợp của tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài rất thành thạo trong việc sử dụng thần thông. Thế nhưng đúng cái ngày mà bất thiện nghiệp của Ngài đã chín mùi thì Ngài không thể nhập thiền được nữa. Đây không phải do phiền não hay triền cái ngăn ngại, mà chỉ là do nghiệp bất thiện của Ngài đến lúc cho quả. Đó là lý do vì sao mà bọn thảo khấu có thể nghiền nát xương Ngài. Nghĩ rằng Ngài đã chết, bọn cướp bỏ đi, và chỉ lúc đó Ngài mới có thể nhập thiền trở lại, đồng thời phục hồi các thần thông của mình. Ngài quyết định rằng thân này hãy nguyên vẹn trở lại, rồi đến thỉnh cầu Đức Phật cho phép Ngài được nhập Niết Bàn. Sau đó, Ngài trở về ngôi chùa Kalasila của Ngài và nhập Niết Bàn ở đó. Chúng ta thấy, trước tiên, nghiệp bất thiện của Ngài cho quả, rồi nó hết hiệu lực. Chỉ khi đó, Ngài mới có thể phục hồi các thần thông của mình. Như vậy, nếu hành giả không có nghiệp bất thiện sắp chín mùi, đồng thời có các năng lực thần thông, thì có thể thoát khỏi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, với định lực của thiền bình thường và thiền minh sát không đủ để cứu hành giả khỏi sự hiểm nguy như vậy. Thực sự chúng ta có thể đặt vấn đề rằng vì sao người này lại gặp tai nạn này? Chắc chắn phải do nghiệp bất thiện của họ đã đến lúc cho quả vậy thôi. Tâm không thể rời khỏi thân vì tâm sanh nương vào một trong sáu căn. Sáu căn này là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Những căn này nằm trong thân chúng ta. Một tâm không thể khởi lên trong cõi nhân loại này mà không có căn. Đó là lý do vì sao nói tâm không thể rời khỏi thân. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi có thể đưa ra giả thuyết là nếu hành giả có thiền thì vào lúc tai nạn xảy ra, hành giả cần phải nhanh chóng nhập thiền. Điều đó có nghĩa hành giả cần phải hoàn thiện khả năng làm chủ việc nhập thiền của mình. Nếu ngay lúc nguy hiểm hành giả nhập thiền được thì nghiệp thiện đó có thể cứu hành giả. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói chắc. Còn nếu hành giả đang ở trong thiền vào lúc sát na tử xảy ra, hành giả có thể tái sanh vào một trong những cõi phạm thiên. Trường hợp hành giả thiện xảo trong minh sát Vipassana, hành giả phải đang thực hành lúc xảy ra nguy hiểm, tức là phải quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của pháp hành. Nếu hành giả có thể thực hành minh sát một cách triệt để trước khi cái chết xảy ra, hành giả có thể đắc một trong các đạo quả và đạt đến cảnh giới vui sau khi chết. Còn nếu đắc A-la-hán thánh quả, hành giả sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Tuy nhiên, nếu hành giả không có thần thông, chẳng có thiền, cũng không thể hành minh sát, hành giả vẫn có thể thoát nạn nhờ vào thiện nghiệp nâng đỡ. Tức là nếu hành giả có đủ thiện nghiệp bảo đảm thọ mạng lâu dài, thì đó cũng có thể là một cơ hội để thoát khỏi hiểm nguy, giống như Đức Bồ Tát Mahajanaka vậy. Ngài là người duy nhất sống sót trong một vụ đắm tàu. Sau khi bơi trong biển cả 7 ngày 7 đêm, Ngài đã được một vị chư thiên cứu sống. Trích trong Biết và Thấy, Đại lão thiền sư Pawak Sayadaw, Tỳ kheo Pháp Thông dịch Việt.